Thưa quý vị và các bạn, nhà sàn của người Thái ở Điện Biên là biểu tượng của sự hài hòa giữa đất trời và thiên nhiên. Nhà không chỉ là nơi cư trú mà còn là nơi gắn liền với đời sống tâm linh, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống. Những ngôi nhà với cấu trúc gỗ đặc sắc, đây cũng là nơi giữ vị trí quan trọng trong đời sống vật chất, tinh thần của người Thái. Từ xưa đến nay, đồng bào Thái sống và sinh hoạt trong ngôi nhà sàn cao giáo thoáng mát. Những ngôi nhà sàn truyền thống thường có 3 đến 5 gian. Trước kia một số gia đình có điều kiện đông người thì làm nhà 7 gian. Nhà sàn 5 gian thường có 6 cột cái và 16 cột quân. Trong đó gian đầu tiên để ban thờ của các vị tổ tiên. Gian thứ hai là nơi ngủ của ông bà. Tiếp đến nơi ngủ của bố mẹ và theo thứ tự lần lượt nơi ngủ của các con, các cháu. Khi làm nhà để nối cột keo, người Kinh thường lắp mộng. Còn nhà sàn người Thái sử dụng những đòn rầm xuyên suốt qua các cột. Kiến trúc nhà sàn của người Thái nhìn đơn giản nhưng rất chắc chắn. Theo cái phong tục tập quán của các cụ để lại thì như bản thân tôi thì đã làm được cái nhà gỗ 5 gian, đấy đập ngói, đấy sàn cũng đát bằng gỗ với ván vưng đều đát bằng gỗ bằng theo cái cổ truyền. Đấy cũng qua quá trình chuẩn bị là trước hết là chuẩn bị gỗ là gỗ phải. Loại gỗ chắc, đấy, loại gỗ mà chọn được có loại gỗ mà không mối mọt, chắc. Đấy, người Thái dùng cái từ là gỗ thô lộ với gỗ sân, với của cả gỗ xoan rừng nữa. Nhà sàn người Thái bao giờ cũng có hai cầu thang, tang chan, nghĩa là cầu thang bên gian gần bếp, và tang quản, nghĩa là cầu thang bên gian ban thờ. Mỗi bên cầu thang được làm 7, 9, 11 hoặc 13 bậc. Tang chan ở cuối nhà, bên trái dành cho phụ nữ lên xuống. Tang quản ở đầu nhà dành cho đàn ông. Chan là phần sàn nhà được nối dài ra ngoài trời. Đây là nơi các mẹ, các chị, các em thường ngồi chơi lúc nhàn rỗi. Trong nhà dành cho sinh hoạt gia đình và tiếp khách, gầm sàn dùng để dụng cụ sản xuất hoặc các nông thổ sản. Phong tục của người Thái là ngày xưa là thường hay làm nhà sàn. Nhà sàn này nó có điều kiện là ở trên thì là người ngủ với là ở dưới thì để đồ là các thứ. Mà ngày nay thì nói chung là có hiện đại thì bây giờ người ta cũng có phổ thông thôi. Cũng làm nhà xây rồi cũng làm nhà sàn. Đấy cũng tương tự như ngày xưa với là ngày nay thôi cũng 3 gian rồi 5 gian. Đấy nhà có điều kiện thì người ta lại đổ bê tông bằng cột, bằng bên sàn. Việc xây dựng được ngôi nhà sàn to đẹp là niềm tự hào và được xem là việc quan trọng trong cuộc đời mỗi người dân tộc Thái. Vì vậy, việc bảo tồn nếp nhà sàn truyền thống đang được bà con tại các bản làng trên địa bàn tỉnh Điện Biên gìn giữ. Bà con người Thái chúng tôi ở đây, việc bảo tồn và phát huy văn hóa nhà sàn cũng là vấn đề quan trọng. Tôi sẽ tuyên truyền bà con trong bản lưu giữ nếp nhà sàn truyền thống văn hóa dân tộc Thái không bị mai một đi. Nhà sàn của người Thái là nơi hội tụ những giá trị về vật chất, tinh thần, chứng kiến buồn vui của bao thế hệ trong gia đình. Hiện nay do điều kiện và tính chất lâu dài về thời gian, nhiều ngôi nhà sàn bê tông đã được thay thế cho những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ. Tuy nhiên dù có thay đổi vật liệu thì cấu trúc của ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái vẫn không thay đổi.